Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Hôm nay mình có hai vấn đề cần cập nhật. Thứ nhất là ở cái con ICN Network, đến ngày 28 tháng 2 thì là nó sẽ phân bổ cái token của chúng ta về ví. Chỉ còn một ngày 27 để cho chúng ta liên kết cái địa chỉ ví. Ở chỗ này, trước đây là những ai nhận đợt 1 rồi ấy, thì là chúng ta sẽ có sẵn cái địa chỉ ví ở đây đúng không ạ? Và có những người lại đi xóa cái địa chỉ ví đi rồi. Nếu như các bạn không thêm vào đây thì là đến ngày 28 tháng 2 các bạn sẽ không thể nhận được token của các bạn. Đó, vì vậy cho nên là những ai chưa thêm cái địa chỉ ví BNB Smart Chain vào đây thì các bạn phải vào sàn OKX, copy cái địa chỉ ví các bạn dán vào đây. Hoặc là các bạn có thể về ở trên ví Chat Wallet hay là MetaMask, các bạn copy cái địa chỉ ví của ICA các bạn dán vào đây. Và các bạn cũng lưu ý rằng là cái địa chỉ ví ICA ấy, nó là mạng BNB. Vì thế cho nên nếu như bạn chưa kịp thêm cái contract của cái đồng ICA vào thì các bạn có thể là gõ vào cái đồng BNB Smart Chain này. Đó, sau đó là các bạn gõ vào chữ nhận và các bạn copy cái địa chỉ ví của ví BNB Smart Chain. Sau đó là các bạn mang vào đây, các bạn dán vào và các bạn gõ vào chữ xác nhận địa chỉ ví. Các bạn thêm cái contract của cái đồng ICA vào ví sau, và cái contract của nó thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Và các bạn lưu ý là chỉ còn duy nhất một ngày 27. Nếu ai không thêm địa chỉ ví vào thì toàn bộ số ICA các bạn khai thác được sẽ bị mất. Đó, vì vậy các bạn lưu ý cho mình nhé. Ai chưa thêm thì các bạn nhớ là các bạn vào các bạn thêm ngay cho mình. Đó, để đến ngày 28 là các bạn sẽ nhận được cái ICA đây này. Ngay ở phía bên trên này nó đã thông báo đảm bảo thiết lập địa chỉ ví BNB Smart Chain của bạn trước ngày 28 tháng 2 để không mất tiền của bạn. Đó, các bạn lưu ý nha. Nếu như ai chưa thêm thì các bạn phải tranh thủ thêm vào ngay. Nếu như bạn không thêm là các bạn sẽ không thể nhận được đâu ạ. Và những ai mà KYC không thành công mà cái chỗ kích khai thác này nó chuyển sang cái màu đỏ rồi ấy, thì các bạn xác định là cái tài khoản đấy của các bạn vứt đi rồi, đừng hỏi mình nữa nhá. Tại vì ngày hôm nay mình vẫn còn nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của những bạn mà tài khoản hiện tại là không kích khai thác được mà nó cứ chém đấy ạ. Còn những ai mà tài khoản đã vượt qua KYC thì nhớ còn có mỗi một ngày nữa thôi vào kích khai thác, không đừng để nó trừ. Đây này, của mình kích khai thác gọi là liên tục, không có bao giờ mà chậm một phút nào cả. Tại vì một ngày là mình kích khai thác 2 lần. Đó, cứ 12 tiếng mình kích khai thác 1 lần. Thế nhưng mà đây này, nó vẫn trừ dần trừ đều. Đấy, chém đẹp luôn đúng không ạ? Ví dụ như ngày hôm qua của mình là bị trừ 74.735 đồng. Còn một ngày nữa thôi, các bạn kích đầy đủ đi, không có nó trừ đi đồng nào của chúng ta là phí đồng đấy. Vấn đề thứ hai đó là ở cái con Over Wallet. Cái con này thì là trước đây mình làm video khá là lâu rồi đúng không ạ? Đó, tức là cứ mỗi một ngày thì chúng ta sẽ có 2 nhiệm vụ vào để chúng ta nhận cái POI của nó. Cái điểm này ấy, thì là sau này chúng ta sẽ được đổi ra cái đồng token của họ. Cái nhiệm vụ thứ nhất đó là chúng ta sẽ vào claim hàng ngày. Đó, cứ đến sau 24 giờ thì là các bạn gõ vào home để các bạn claim. Và cái nhiệm vụ thứ hai nữa là các bạn gõ vào cái ngôi sao này và chúng ta trả lời câu hỏi ở đây thì là chúng ta sẽ nhận được thêm 100 POI nữa. Đó, thì các bạn gõ vào đây. Đó, ở đây là tại vì là mình trả lời rồi, vì vậy cho nên là cái ô ở dưới này nó sẽ không còn màu đen nữa. Còn nếu như mà ai chưa trả lời thì nó sẽ có cái màu đen ở đây. Thì các bạn gõ vào, khi các bạn gõ vào thì nó sẽ chuyển sang cái chỗ để cho các bạn trả lời câu hỏi. Đây nha, cái chỗ trả lời câu hỏi nó sẽ có một cái câu hỏi và sau đó là nó sẽ có 4 cái đáp án. Thì chúng ta phải kích đúng và đáp án đúng ấy. Đó, sau đó là các bạn gõ vào submit thì là các bạn sẽ nhận được 100 POI như thế này. Còn nếu như mà các bạn sai một lần và các bạn trả lời lại lần nữa, nếu như đúng thì các bạn nhận được 50 POI, mà các bạn trượt tiếp một lần nữa thì là các bạn sẽ không nhận được POI nào. Đó, vì vậy cho nên là nếu như các bạn muốn biết cái đáp án đúng thì các bạn có thể vào X ấy ạ. Đó, và các bạn gõ vào đây, các bạn tìm cho mình là tỷ phú crypto đúng không ạ? Thì là các bạn sẽ nhìn thấy cái trang của mình. Các bạn lưu ý nha, trang cá nhân của mình thì sẽ có cái tích xanh này nha. Còn ở phía bên dưới này là giả mạo đấy ạ.
của mình có cái tích xanh và ở cái username nó là danthu365, bởi vì là cái tài khoản này mình lập lâu lắm rồi. Lúc đó mình còn chưa làm YouTube, vì vậy cho nên là mình chưa có cái tên tỷ phú crypto. Mãi về sau là mình xây dựng cái kênh YouTube thì bắt đầu mình mới có cái tên đấy. Vì vậy cho nên là chỉ có cái tên hiển thị phía bên trên nó là tỷ phú crypto thôi. Còn cái username thì nó vẫn là danthu365, thì các bạn gõ vào đó. Các bạn sẽ nhìn thấy cái bài đăng của mình ở đây. Qua 24 giờ, tức là qua 12 giờ đêm thì là mình sẽ đăng cái đáp án ở đây. Đó thì các bạn chỉ cần gõ vào cái hình này và các bạn mở nó ra, các bạn sẽ nhìn thấy cái chỗ mình tích cái đáp án đúng. Đó thì các bạn nhìn kỹ cái đáp án, sau đó là các bạn vào app, các bạn gõ đúng cái đáp án đúng là các bạn sẽ nhận được 100 point nha. Chúng ta có thể staking để chúng ta kiếm lời, nhưng mà cái staking nó cũng không có nhiều. Đó, ở đây các bạn gõ vào cái hình ngôi sao ở giữa. Đó thì là các bạn muốn staking thì các bạn gõ vào cái dấu cộng, nó có chữ stake ạ. Đó, và các bạn gõ vào đây, ví dụ như của mình hiện tại đang có 1038 đúng không ạ? Mình sẽ gõ nốt vào là 1038 này. Đó, sau đó các bạn gõ vào cái ô màu đen này và các bạn ấn lì vào đó để cho nó chạy. Và như thế này là đã thành công. Các bạn gõ vào cái ô màu đen ở bên phía bên dưới. Đó. Như thế là nó sẽ nhảy hết vào đây. Và các bạn cũng lưu ý một điều nữa, đó là đến ngày 13 tháng 3 thì nó sẽ ngưng tất cả mọi hoạt động nhận airdrop. Ví dụ như là vào claim, cũng như là vào trả lời câu hỏi, cũng như là cả cái staking này nó cũng cho dừng lại luôn. Vì vậy cho nên là các bạn nhớ, trước ngày 13 thì chúng ta phải vào, chúng ta claim hết cái lãi suất này của chúng ta về. Các bạn gõ vào cái chữ claim này. Đó, và các bạn gõ vào cái con lợn này. Nếu các bạn muốn staking tiếp thì các bạn gõ vào cái ô màu đen này và các bạn gõ tiếp vào. Ví dụ như của mình vừa nhận được 30 đồng đúng không ạ? Bây giờ mình lại staking tiếp. Đó, thì mình lại gõ vào đây thì mình staking tiếp đúng không? Đó, và các bạn cũng lưu ý là các bạn phải nhận hết cái số lãi này trước ngày 13 tháng 3, tức là ngày 12 tháng 3 là các bạn phải nhận hết rồi. Đó, bởi vì là đến ngày 13 tháng 3 thì những cái số lãi chúng ta không nhận được là chúng ta sẽ mất. Còn đối với lại cái số point của chúng ta staking này, nếu như chúng ta rút về cũng được. Đó, thì là các bạn có thể gõ vào cái unstake, cái dấu trừ này. Đó, các bạn gõ vào cái ô màu đen ở phía bên dưới. Đó, và các bạn nhập đúng cái số dư mà chúng ta đang stake. Ví dụ như của mình đang stake là 4179 đúng không ạ? Lại gõ vào cái ô màu đen xong giữ lì vào. Thế là nó hủy cái stake cho mình. Đó, gõ vào ok. Ở đây nó sẽ mất hết luôn và nó sẽ về cái số dư của chúng ta ở phía bên ngoài này nha. Đến ngày 12 các bạn có thể unstake, tức là các bạn có thể là hủy cái staking cũng được, hoặc là các bạn không hủy cũng không sao. Mình nhắc lại một lần nữa nha. Chỉ có cái lãi suất này là các bạn phải claim nó về trước ngày 13 tháng 3. Đó, còn cái gói mà chúng ta gửi để lấy lãi ấy, thì các bạn có thể là hủy hoặc là không. Kể các bạn không hủy thì nó cũng sẽ tự động hủy và nó sẽ tự động cộng vào cái số dư cho các bạn. Đó, thì là đến ngày 13 tháng 3 thì bắt đầu là nó sẽ ra cái mạng testnet của nó. Chúng ta chỉ còn có 14 ngày nữa để chúng ta vào chúng ta claim, cũng như là chúng ta vào chúng ta trả lời cái câu hỏi này thôi. Vì vậy cho nên là các bạn tranh thủ ạ, để chúng ta còn nhận thêm được ít nào hay ít đấy. Đó, và bây giờ thì mình sẽ quay cái video ngày hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng nha. Chúc mừng bạn Minh Lung Nguyễn gì đây, 3903. Chúc mừng bạn đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình nha. Bye bye!